Xin chào các bạn đang theo dõi kênh YouTube của Cán Chris. Một vài ngày trước thì mình có theo dõi một cái trận đấu rất là hay của bóng đá Phủi Hà Nội. Vì thế mình phải làm cái video clip này để chia sẻ với các bạn ngay lập tức. Đó là trận chung kết của một giải đấu bóng đá phong trào ở Hà Nội. Và với sự góp mặt của hai đội bóng rất là danh tiếng. Một là FC Mobi. Mà các bạn biết rồi đấy, FC Mobi ở Hà Nội được mệnh danh là giải ngân hà. Với rất là nhiều, không phải, toàn bộ trong đội hình đều là ngôi sao hết. Bởi họ đều là những trụ cột của các cái đội bóng Phủi khác được tuyển chọn về đội bóng này. Còn bên kia là DTS. Mà nhắc đến DTS thì người ta nhắc ngay đến Phương Vơ Tu. Và chỉ cần một cái tên này thôi là đã đủ đáng xem rồi đúng không? Bây giờ mời các bạn hãy cùng xem lại trận đấu này dưới góc nhìn của Cán Chris. Bình luận viên trận này là anh Hải Hồng, một trong những người gắn bó và hiểu biết nhất về bóng đá Phủi Hà Nội. Thôi nhường anh phần giới thiệu đội hình hai đội. Tôi giới thiệu đội hình ra quân của hai đội trong trận đấu này. Bên phía câu lạc bộ Mobi, thủ môn số 68 Thành Hoan, số 4 Giang Nguyên Công, số 5 Dương Híp, số 6 Hùng Sư Phạm, số 12 Mạnh Nát, số 18 Long Torres và số 19 là Hiếu Savi. Không bên trắng không. Trong khi đó thì các cầu thủ DTS ra quân với đội hình số 23 thủ môn Duy Tân, số 3 Hà Bèo, số 6 Đức Bi, số 7 Duy Tễu, số 8 Tú Trôi, số 13 Quý Chớp và số 15 là Hưng Dè. Nói thêm, huấn luyện viên hai bên đều từng ăn tập futsal tại câu lạc bộ Thái Sơn Bắc. Bên phía DTS là Vũ Nghệ và FC Mobi là anh Quang Lác. Và có yếu tố futsal nên thành ra những bài tập cố định được các cầu thủ tập với nhau rất nhuyễn. Hãy xem những pha dàn xếp đá phạt này của Mobi. Người thực hiện luôn là Giang Nguyên Công và chúng ta sẽ còn nhắc đến nhân vật này nhiều ở phần sau. Nhìn nhé, hai cầu thủ đội trắng Mobi đã block hai hậu vệ áo vàng không cho họ lao lên cắt đường bóng. Và từ phía dưới, Mạnh Nát băng lên dứt điểm. Sẽ là hoàn hảo nếu bóng bay vào lưới. Tình huống thứ hai, lại nhìn nhé. Giang Nguyên Công. Mạnh Nát và Hùng Sư Phạm đã block hai cầu thủ có khả năng chặn bóng và lộ khoảng trống rộng kênh thang để Long Torres băng lên. Mobi đã ghi không biết bao nhiêu bàn thắng từ tình huống như vậy. Của câu lạc bộ Mobi. Dứt điểm. Người dứt điểm vẫn là Long Torres. Long Torres đi từ dưới đất chui lên. Không phải từ dưới đất chui lên mà anh có tốc độ rất nhanh. Khiến những người theo kèm anh không thể cản phá được. Không thể theo anh được. Nhưng Long Torres thì không chỉ hay ở những tình huống băng cắt như thế đâu. Sở trường của anh ta là cài người. Các bạn có thể bật lại phần hướng dẫn cài người không quạo của mình để xem nhá. Và hãy xem pha bóng này để thấy tại sao người ta gọi Long là tiền đạo cài người hay nhất bóng đá Phủi Hà Nội bây giờ. Tính chiến thuật. Cả hai bên đều rất khỏe. Và rất dày quân. Long Torres đánh góc rất hay. Giang Nguyên Công. Dứt điểm 1-0. Pha dứt điểm của Giang Nguyên Công. Một pha bóng mà dường như là đã có sự không dứt khoát của thủ môn Bùi Duy Tân. Một nhịp cài, một nhịp nhả vừa tầm cho đồng đội băng lên. Thêm một chút may mắn, Giang Nguyên Công đã ghi bàn mở tỷ số cho Mobi. Lợi thế được dành cho đội bóng xứng đáng có được thành quả sau những phút đầu ép sân. Thua bàn khiến DTS buộc phải tung con át chủ bài của mình vào, đó là Phương Vơ Tu. Ban đầu thì ban huấn luyện đội bóng này có lẽ muốn giữ Phương để tạo bất ngờ cho đối thủ. Thì sẽ tiếc cả năm. Phương Vơ Tu. Bóng Torres. Không qua được Thú Trôi, phản công Phương Vơ Tu. 3-1. Phương Vơ Tu và Mạnh Nát. Phương Vơ Tu không qua ai lên. Tuyến 2, dứt điểm. Không phải là pha dứt điểm. Thú Trôi. Quạt rất hay, Thú Trôi căng ngược ra, không được. Và quả thực khi anh vào sân, hàng thủ đội bóng áo trắng đã liên tiếp gặp sóng gió. Phương cài hay, xoay sở khéo, lại sút hiểm cả hai chân. Và muốn đánh bại Phương Vơ Tu thì phải làm như thế này đây. Phương Vơ Tu cũng là một mẫu tiền đạo rất lạnh lùng. Sự có mặt của Phương Vơ Tu rõ ràng đã làm cho các đồng đội vững tâm. Và đến cuối hiệp 1, chính ngôi sao này là người mang về bàn quân bình tỷ số cho DTS. Rất nhanh, rất điểm. Phương Vơ Tu! Phương Vơ Tu đã ghi bàn. Phương Vơ Tu đã ghi bàn và cả đội DTS đã vào sân. Một pha bóng giống hệt như pha bóng mà Giang Nguyên Công đã mở tỷ số. Đó là bóng lập bập, không biết bóng ở đâu, tất cả đều đi tìm bóng và cuối cùng thấy nó ở trong lưới. Cá chân dài của Phương Vơ Tu đã được việc trong tình huống này. Chúng ta sẽ cùng xem lại pha bóng này.
Vâng, bóng rất lập bập lung tung, loạn xạ. Một đều là tỷ số cuối cùng của hiệp đấu đầu tiên. Sang hiệp 2, Mobi cũng tăng cường chất đột biến trong các pha bóng bằng việc tung vào sân Sơn Muller và Tú Hà Tĩnh. Khi xem những trận đấu đỉnh cao như thế này ở Phủ, các bạn sẽ thấy được đẳng cấp của các cầu thủ thể hiện trong từng pha bóng, bình tĩnh phá quầy và triển khai tấn công một cách mạch lạc. Trong một pha bóng sắc sảo thì Mobi suýt chút nữa có bàn thắng của Sơn Muller. Bóng tốt đẹp. Hiếu Savi. Không vào. Không vào. Pha bóng bỏ lỡ khá đáng tiếc của cầu thủ Mobi. Chúng ta cùng xem lại pha bóng này, pha bóng chuyền bóng rất hay. DTS cũng tăng cường thêm Hiếu Chuột trên hàng công. Anh bạn này từng ăn tập futsal ở Khánh Hòa nên khéo cả 3 trận à nhầm 2 chân. Dứt điểm, không vào. Pha đập nhả rất hay giữa Hiếu Chuột và Tùng Khây. Và Hiếu Chuột. Hiếu Chuột dứt điểm, không vào. Pha xoay người dứt điểm tuyệt vời của Hiếu Chuột. Này cũng khá nhiều lần. Sân bóng Minh Đức, đường Nguyễn Xiển rõ ràng là không đủ rộng cho những máy chạy của cả hai đội. Những khoảng trống được lấp kín và họ phải tung ra những quyết định xử lý thật nhanh. Hai người nhường nhau. Sơn Muller. Pha sút bóng bằng chân trái của Sơn Muller. Có thể thấy những chấn thương gần đây đã ảnh hưởng đến Sơn Muller. Thành Vũ. Mobi bắt đầu lường được sự nguy hiểm của Phương Vô Tu nên cắt cử mạnh nát chăm sóc khá kỹ. Nếu anh chàng tiền đạo tài hoa kia có cầm bóng thì cũng chỉ cho quay về thôi. Hãy xem pha bóng phòng ngự đầy kinh nghiệm này của Mạnh Nát. Thành Vũ đang giữ vai trò là tiền vệ chia bài. Nhưng dù vậy thì chúng ta vẫn thấy được đẳng cấp của Phương Vô Tu trong mỗi pha xử lý của anh, đúng không? Phương Vô Tu tỏ ra cũng thích nghi rất nhanh với vị trí hậu vệ, đặc biệt là hậu vệ biên. Đúng ngực rất pro. Không sâu được kim. Chân rất dài và rất khỏe, rất chuẩn. Trận đấu lớn không có chỗ cho những sai lầm và pha mất bóng của hậu vệ áo trắng suýt chút nữa đã phải trả giá. Tùng Khây. Đối mặt, không vào. Vẫn không vào. Không vào. Rất khó hiểu. Rất nhiều những cầu thủ DTS đã vào sân. Tùng Khây chắc chắn là sẽ vô cùng tiếc nuối cho pha bỏ lỡ này. Bởi đó là tình huống cuối cùng của 60 phút thi đấu chính thức. Hòa một đều, hai đội bước vào loạt sút luân lưu cân não. Và phần này mình lại xin nhường đất diễn cho bình luận viên Hải Bạc. Các bạn xem đừng tua để cảm nhận sự kịch tính nhá. Sẽ là DTS đá trước. Người sút quả đầu tiên là Tú Trôi. Tú Trôi là trung vệ của DTS, trung vệ chính của DTS tại giải đấu năm nay. Tú Trôi và Giang Nguyên Công. Và đặt lòng chuẩn xác của Tú Trôi. 1-0, tỷ số PNT tạm nghiêng về phía DTS. Mobi. Mạnh Nhát sẽ là người sút đầu tiên. Mạnh Nhát là thủ môn Duy Tân. Mạnh Nhát. Chính xác. Pha sút pen chính xác của Mạnh Nhát. Bây giờ đến lượt Phương Vô Tu. Phương Vô Tu và Giang Nguyên Công. Những cầu thủ đã cùng nhau đoạt khá nhiều những cúp cùng Eco Food. Chính xác. Cũng là một pha sửa lòng của Phương Vô Tu. Người sút tiếp theo đó là An Châu. An Châu, Bùi Duy Tân. Rất căng. Pha sút sệt của An Châu không cho Bùi Duy Tân cơ hội. Quý Trước và Thành Hoan. Một pha sút hệt như Phương Vô Tu. 3-2. Người sút cuối bên phía các cầu thủ Mobi đó là Tuấn Anh Junior. Cầu thủ được đào tạo bài bản. Tuấn Anh Junior là cầu thủ thuận chân trái. Và Phương Mô Tu đã làm ám hiệu. Góc nào? Chính xác. Pha bóng rất căng của Tuấn Anh Junior. Tỷ số bên ti là 3-3. Bây giờ đến lượt Hiếu Chuột. Hiếu Chuột là cầu thủ sinh năm 96. Anh là một cầu thủ có kỹ thuật rất tốt. Hiếu Chuột. Chuẩn xác. Ba quả sút của các cầu thủ DTS đều như nhau, đều chung một kịch bản. 4-3. Bây giờ lượt Sơn Muller. Đội trưởng của Mobi.
Có lẽ màn gay cấn sẽ diễn ra khi mà các thủ môn thực hiện quả sút penalty. Sơ Müller và trượt bóng của Guerra. Của Terry, nhưng mà Sơ Müller trượt vẫn vào. Lại đổi gôn. Bây giờ là Thanh Bô. Cầu thủ vào sân Thanh Hiệp trong hiệp 2. Thanh Bô và Giang Nguyên Công. Giang Nguyên Công đã đoán đúng được, nhưng bóng vẫn vào. Son. Phải nói là một pha son bóng của Thanh Bô. Cầu thủ sinh năm 96. Đến lượt Tú Hà Tĩnh. Tú Hà Tĩnh là quả thứ 6. Nếu anh đá vào quả này sẽ là 6 đều. Vâng, là quả thứ 5, 5 đều. Rất căng. Không thể có cơ hội. Cú sút quá căng của cầu thủ tràn đầy sức mạnh như Tú Hà Tĩnh. Tuấn Hiệp. Đây là quả thứ 6. Tuấn Hiệp và Giang Nguyên Công. Không vào. Giang Nguyên Công đã đẩy được cú sút của Tuấn Hiệp. Bây giờ sẽ là Giang Nguyên Công. Giang Nguyên Công sẽ bước vào lịch sử, hay là đàn em của anh sẽ cản phá được cú sút của đàn anh. Rất hồi hộp. Cuộc chiến nội bộ làng Triều Khúc. Chính xác, và Giang Nguyên Công đã giành chiến thắng trước đàn em. Xin chúc mừng Bầu Huy và các cầu thủ Mobi. Xin chúc mừng Giang Nguyên Công. Rất tiếc cho DTS, rất tiếc cho họ. Trận đấu chỉ có 2 bàn thắng được ghi thôi, nhưng mà diễn biến của nó và những cái pha bóng đẳng cấp ở trong trận đấu đó thì rõ ràng cho thấy rằng đây là một trận đấu thực sự hội tụ rất là nhiều những cái tinh hoa của bóng đá phủ Hà Nội. Những cái bạn ở Hà Nội hay theo dõi bóng đá phong trào thì chắc chắn là đã rất là ấn tượng và quen mặt với những cái cầu thủ ngôi sao đấy rồi. Nhưng còn những cái bạn mà không ở Hà Nội mà đang xem cái kênh YouTube của Cán Chris thì chắc là các bạn cũng có thêm những góc nhìn mới mẻ về bóng đá phong trào rồi, đúng không? Và nếu mà các bạn có những cái trận đấu hay, những cái nhân vật hay, hãy comment ở phần bên dưới cho mình biết để mình làm cho các bạn ở Hà Nội xem nhé. Hãy nhớ đăng ký kênh của Cán Chris để theo dõi nhiều hơn nữa những cái clip bóng đá rất thú vị về bóng đá phủi. Xin chào và hẹn gặp lại.